Trời vừa tạnh mưa thì tôi mới bước được ra vườn quanh ba dãy, nhưng mà cũng không không có đi qua xa được. Mục đích của cái video này đó là tôi muốn nói với cả nhà đó là chúng ta không biết sắp tới là mặn như thế nào, không biết được. Thì bây giờ đó chỉ bằng cách là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối phó. Vậy đối phó bằng cách nào? Và lỡ năm nay mặn tới mà không có nước tưới giống như năm rồi thì phải làm sao? Thứ nhất ấy, là đến cái mùa mặn đó thì bây giờ cũng phải đưa nước chưng, cũng phải có nước chưng, chứ không có nước chưng đó, thì cũng không 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 có chịu được, cây trồng cũng không có chịu nổi. Nhưng mà lỡ mà mặn vào đấy 0,3 phần ngàn trở lại nhé, thì chúng ta tiến hành ha. Hoặc là lỡ như mua nước mặn giống như vừa rồi một số cái ghe họ bán nó là nước ngọt thành nước mặn đó, thì nói lại hôm qua video qua đã nói rồi, giờ nói lại thôi, thì chúng ta phải phun cái oligo. Nếu nó đang ra ngọn, đang ra búng ngọn thì chúng ta phải phun trên cây luôn. Và đồng thời chúng ta phải rà một phi 200 tới 220 lít nước, thì chúng ta phải pha một lít oligo, xong rồi chúng ta phải rà để cho nó bọc cái rễ lại, nó không lấy mặn. Cái thứ hai chúng ta phun lên là để cho lá nó già thì nó không có thúc đẩy vấn đề lấy dinh dưỡng, nhưng nó cũng phải có những cái giải pháp tổng thể nữa, rằng là trong mùa mưa dầm này đó là cái cơ hội cho trùng đất nó phát triển nha. Nên là chúng ta phải đưa hữu cơ nhiều vào, như vườn anh ba dạy bây giờ là trùng nhiều lắm rồi, để mình quay cho cả nhà coi. Ra được cái khu ngoài đó thì cây nó đẹp. Thì trùng đất á, trong cái mùa này là mùa mưa nhiều, thì cái mùa là sinh sôi của nó đó. Tại vì khi mà mưa nhiều đó thì trùng đất nó mới lên, nó mới đi tìm bạn tình, xong rồi nó giao phối với nhau đó. Thì chúng ta cần con trùng nó lớn và nó nhiều để cho cái kẽ hở trong đất nó nhiều. Kẽ hở trong đất nó nhiều thì cộng với cái lục bình nữa và cỏ nữa, thì chúng ta có một cái giải pháp tổng thể cho vấn đề là tạo cái lớp đệm giữ nước cho cây trồng. Lội ra ngoài đây kìa. Chứ chỉ một mình lục bình không hoặc cỏ không thì chưa đủ đâu. Thì cũng nói luôn nè, đầu mưa dầm cho nó phát cỏ rồi thì không được phát nữa, và phải dưỡng cái lớp cỏ này ha, phải dưỡng cái lớp cỏ này, để cộng với cái lục bình chúng ta sẽ làm cái lớp đệm cho nó dày để sau đó chúng ta sơn mương. Thì mọi người có hỏi Tuấn là sơn mương là sinh nhiều sinh ít, sơn mương dày hay mỏng là do cỏ chúng ta nhiều hay ít. Nếu cỏ chúng ta nhiều cộng với lục bình chúng ta dày nữa thì chúng ta có quyền sơn một lúc nhiều luôn đó. Và sau khi sơn mương xong thì lúc đó là nắng rồi, mấy ngày sau đất nó nứt nứt chim chim nha, thì chúng ta lại pha si và amino, si 1/40, amino 1/80 hay 100 gì cũng được. Chúng ta mới phun sơ lên trên cái lớp đất đó ha, mới phun sơ lên lớp đất đó để cho nó chuyển hóa cái khó tiêu, cái lớp sình đó vẫn là khó tiêu, thành cái dễ tiêu cho cây trồng. Đó. Là như vậy. Nó phải có một giải pháp tổng thể chứ không thôi không rồi đâu. Mấy cái mương này mới nói anh ba dạy nè, bỏ lục bình nhiều lên nha, chứ còn trống mương lắm, đừng có chủ quan. Đó. Lấy lục bình bỏ ra cho các mương cho nó sinh sôi lên. Đó. Chứ không không cứ chứ chứ như vậy là phí lắm. Chúng ta còn những cái vườn sầu riêng như thế này là chúng ta phải giữ. Chứ bây giờ mà chủ quan là mệt.
mưa. Mưa thì nó mất hết, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có phân trùng này. Này à, nó phải có trùng như thế này thì bây giờ nước mặn nó ngấm ở trong đây thì có những cái lỗ như vậy, lỗ thành hang trùng đấy đó, để nó đưa oxy vào nhất cho rễ phát triển. Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là gì? Nó làm cái nơi chứa nước và sau đó nó đẩy cái nước mặn ra ngoài này, chúng ta thấy nè, thấy không? À, đã có phân trùng rất là nhiều rồi, vậy là thành công rồi đó. À, rồi em ra, tại nãy mưa quá em ra em coi cái khu đằng sau, tại khu đằng sau anh ba định đẩy đúng không, đẩy ít chục gốc để chim lúa đúng không. À, mà dân Tây Nguyên với Đông Nam Bộ người ta nói ủa sao làm sầu riêng mà Tuấn có nói là kiếm lúa, đâu phải đâu có trồng lúa đâu mà kiếm lúa, nhưng mà Nam Bộ mình gọi là kiếm tiền nghĩa là gọi là kiếm lúa. Thôi thôi, cây nào bộ lá nãy em nói em rồi ha, cây nào lá khỏe là chúng ta tiến hành đẩy được, còn mấy cây yếu ở trước nhà đó là không được đâu, trùng nhiều rồi anh ba ơi. Ổn rồi, mặc dù mưa tan ra nhưng mà vẫn còn hái được. Cái anh ba hồi xưa anh làm bằng hóa chất và hóa học nhưng cái đất nó cứng nên vừa rồi đó ảnh chỉ phải sụp xuống dưới đây này, cái này đây là khu đất sét nè, chứ không phải là miền Tây là chỗ nào cũng đất đen đâu nha, có những chỗ nó sét nên phải sụp á, để làm ở trên chuyển hóa xuống mà ở dưới cũng phải chuyển hóa lên. Là lặp đi lặp lại là cái mùa này để muốn cho trùng phát triển thì phải mưa dầm thì bón hữu cơ để trùng nó ăn cái hữu cơ và nó sinh sôi nảy nở, để thứ nhất là bản thân nó lớn mà nó lại đẻ ra được nhiều nữa thì trong đất nó có nhiều kẽ hở. Ok, đó. Phải có những giải pháp tổng thể như vậy đó thì mới giữ được cây, mới phục hồi được cây. Nè, trùng là to rồi đó, nhìn cục phân trùng là biết là trùng này to rồi. Đó, thì trùng này là bắt đầu đẻ được rồi nè. Anh ba vô đường nào hay vậy anh ba? Thôi em đi lại lối cũ nó chắc. Rồi. Chào cả nhà ha.